nhằm đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Huyện Sa Thầy triển khai các giải pháp trọng tâm thực hiện đề án. Trong năm 2024, huyện Sa Thầy dành nguồn kinh phí đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huyện định hướng, bố trí và tổ chức không gian, lãnh thổ, các khu du lịch, điểm du lịch nông thôn phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch và đảm bảo kết nối với các tuyến du lịch trọng điểm của vùng, địa phương. Trong đó tập trung xây dựng 3 điểm du lịch nông thôn tại các địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch. Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền như duy trì hoạt động của đội văn nghệ truyền thống, biểu diễn các tiết mục cồng chiêng xoan, dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, cung cấp dịch vụ khi có nhu cầu từ các đơn vị lữ hành, du khách. Đồng thời khuyến khích phục hồi các hoạt động đánh bắt cá truyền thống, thả lưới trên hồ Gia Ly, phát triển chuỗi sản phẩm dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng gắn với truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nghề truyền thống, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp, đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.